xảo đồ ra ấy kìa. Cái nào ra quay nhỉ? Thợ biết của tay quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Các bạn nhớ ấn like, đăng ký kênh, ủng hộ mình. Chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó, đây là khung cảnh bình yên tại quê nhà của mình. Ở Cập Quen Sông. Đó, mình ở miền Tây nha các bạn.